Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại dự án Saiga Nhà Bè. Và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một cái sản phẩm gọi là siêu hot tại dự án này nhé. Đây là một cái phân khu đầu tiên của của chủ đầu tư GF Hàn Quốc tại Nhà Bè. Và đây là phân khu đầu tiên và với tên là Zai River Country One. Thì sản phẩm Phước Sửu đang giới thiệu cho quý chị đó là một căn nhà phố ngang 7, dài 17, gồm 1-2 lầu, sân thượng và áp mái. Một điều đặc biệt của cái căn nhà phố này là nó có một cái góc không rất là đẹp, một cái khoảng không khá rộng. Với cái khoảng không này thì mình có thể trồng rất là nhiều loại hoa, nhiều loại cây và mình có thể chăm sóc trở thành một khu vườn. Thì nói là nhà phố nhưng mà ở đây chẳng khác nào một cái căn biệt thự mini, bởi vì ở đây nè sẽ có một cái cửa phòng để mình có thể là di chuyển đi vào hoặc là mình mở để cho nó thoáng vào bên trong căn nhà của mình. Rồi, bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người khám phá bên trong cái căn nhà phố này nhé. Để biết cái căn nhà phố góc hông này sẽ có những cái điểm gì nổi bật và thu hút và làm cho khách hàng biết đến nhiều. Rồi, let's go cùng với Phước Sửu nha. Rồi, bây giờ là đây là mình cái lối vào cổng. Đối với cái lối vào cổng này, sau này là một cái gara xe hơi nha quý anh chị. Thì ở đây thì quý anh chị có thể là đậu được một chiếc xe hơi, và xe hơi thì mình có thể đậu ngoài lòng đường phía mặt trước nữa, bởi vì ở đây là khu dân cư khá ít người nên đó là xe hơi mình có thể đậu lòng ngoài lòng đường. Còn di chuyển từ cửa này quý anh chị đi vào thì đây là cửa chính của căn nhà. Từ cái cửa chính này và thì quý anh chị có thể bước vào. Thì chủ đầu tư đã trang bị ở dưới đó gạch và là đá rất là đẹp, và ở đây là cửa gỗ nha quý anh chị, và khóa từ ha. Khóa này là có thể khóa bằng thẻ nè, vân tay và khóa số ha. Rồi bây giờ là Phước Sửu sẽ đưa quý chị vào bên trong căn nhà phố này nha. Đây là một loại cửa chống cháy và cách âm cực kỳ tốt, được nhập khẩu từ nước ngoài. Và bây giờ mọi người cùng vào bên trong để khám phá căn nhà phố này. Với một diện tích là 7x17 và thuộc là căn góc hai mặt tiền, có cửa bên hông, thì ở đây thì quý vị có thể thiết kế được một phòng khách. Đây là phòng bếp, một toilet, và bên này thì mình có thể thiết kế thêm một cái kho. Đây từ đây là khoảng giữa của căn nhà, và bây giờ là mình có thể đi ra cái phần khoảng lùi phía sau. Một khoảng lùi phía sau là khoảng 2,5 m, và cộng thêm cái khoảng lùi của căn shop house là 4 m thì trở nên một cái khu vườn lung linh đầy màu sắc hoa và một lối thoát hiểm cực kỳ tốt khi quý anh chị và sở hữu căn nhà này. Thật, đây là một căn nhà biệt thự mini chứ không phải là căn nhà phố đơn thường bình thường nữa nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ cùng với cả nhà nè mình đi vào bên trong để coi được các thiết kế và các bố trí của căn nhà phố này như thế nào, có phù hợp cho quý anh chị khi quý anh chị sở hữu căn nhà này hay không nhé. Rồi Phước Sửu giờ bây giờ Phước Sửu sau khi Phước Sửu đóng cửa của cái lối thoát hiểm đằng sau thì Phước Sửu sẽ cùng với anh chị đi lên tầng 1 để khám phá tầng 1 này mình thiết kế được mấy gian phòng nha. Sau này đối với lối cầu thang này thì quý anh chị có thể thiết kế theo một dọc tam cấp, và ở đây theo từng bước gọi là theo phong thủy lộ ban thì chủ đầu tư đã thiết kế phù hợp và theo cái lối phong thủy. Và ở đây là một cái giếng trời hay còn gọi là một cái dòng thang máy nha quý chị. Thiết kế ở đây là một cái gọi dạng như là thang máy mini ha. Và một không gian cực kỳ thoáng. Đối với một cái không gian thoáng như vậy thì quý anh chị có thể thiết kế được 3 phòng hoặc là 2 phòng ngủ. Thứ nhất là một căn master bedroom. Ở đây thì quý anh chị có thể thiết kế được một toilet rất là lớn. Toilet này là toilet có một tấm nằm nè, xông hơi nè, rồi có thể một tấm đứng hoặc là tấm sauna để ủ ở đây. Có một tầm view cực kỳ đẹp luôn đối với cái ban công của toilet này nha. Rồi đây là phòng khách lớn nhất, phòng ngủ lớn nhất ở đây, và có thể ở đây là thiết kế thêm một phòng ngủ, hoặc ở đây thì quý vị có thể là thiết kế một phòng sinh hoạt chung. Với vị trí này thì quý vị có thể để chỗ đọc sách nè,
đánh đàn hoặc là cái chỗ cho những cái con của mình bày trí những cái một bài học. Và chúng tôi không quên là thiết kế thêm một cái lô ra ở phía sau nhìn về cực kỳ là đường Nguyễn Hữu Thọ và một cái khoảng sân vườn cực kỳ mát mẻ và đầy nhiều màu sắc hoa ở đây. Tất cả màu sắc hoa và cái lối đi bộ này sẽ được bảo vệ và camera giám sát nhà an ninh 24/24. Và quý anh chị ở đây thì quý anh chị tha hồ mà tận hưởng những thắng phong này nhé. Khá rộng rãi không ạ? Rồi, cùng Phúc Sửu mình sẽ di chuyển lên tầng 2 của căn nhà phố này nhé. Phước Sửu không quên giới thiệu cho quý anh chị đó là ngay kế bên hông của cái cầu thang đi lên thì mình có thể thiết kế được một cái toilet. Thì ở đây nếu mà quý anh chị cần thiết kế nhiều phòng thì ở đây có thể thiết kế được 3 phòng ngủ và một phòng bedroom có toilet bên trong. Còn đây là toilet dành cho 2 phòng ngủ nhỏ. Còn nếu quý anh chị có thể thiết kế tầng trên này thành và làm một cái phòng ngủ số room khác nữa thì bây giờ mình lên tầng 2. Trên tầng 2 thì khá rộng hơn quý anh chị ạ. Một khoảng không cực kỳ thoáng luôn. Thì ở đây thì thiết kế 2 và 3 phòng ngủ đều được hết luôn. Chủ đầu tư đã chừa sẵn hộp gen nè, điện nước nè. Và như quý anh chị thấy là độ cao thông tầng của dự án rất là cao, rất là thoáng. Nên quý anh chị tha hồ mà thiết kế những cái cảnh quan hay là những cái thiết kế về nội thất trong nhà nó sẽ rất là phù hợp và đặc biệt một căn nhà phố và lại khóc. Thì ở đây có rất là nhiều cửa sổ này, có rất nhiều cửa sổ và cửa chống âm cực kỳ tốt luôn. Một gian nhà có 3 cửa sổ rất là thoáng và mặt sau ban công cửa sổ nhìn trực diện ra đường Nguyễn Hữu Thọ. Và cũng giống như tầng thứ nhất thì ở đây là một cái toilet là đại chủ đầu tư đã chừa cái hộp gen điện nước men theo cái mặt tường rồi ha. Và bây giờ cũng có sự mọi người sẽ tham quan đến tầng thứ ba là tầng trên cùng gọi là tầng áp mái và một khoảng không sân thượng. Đây từ cái tầng này thì một không gian qua khá rộng rãi luôn. Trên đây thì quý vị có thể thiết kế một phòng thờ hay là phòng cho người giúp việc, sân phơi và điều đặc biệt là quý chị có thể tổ chức những cái tiệc barbecue, trồng cây hay là cho trẻ em nô đùa chơi giữa những cái không gian sân vườn như thế này. Và một cái điều đặc biệt ở đây một cái tầm view rất là đẹp nhìn ra những cái căn biệt thự song lập và xa hơn bên kia là một cái clubhouse rất là lớn gồm có những cái tiện ích cực kỳ hấp dẫn dành cho quý cư dân ở đây và hoàn toàn free nha, như là sân bích, xa sân tennis nè, phòng tập gym, hồ bơi, có cả nhiều dưới đất. Và phía sau là một cái sân thượng nữa, một áp mái cực kỳ đẹp nhìn ra những cái căn shop house và buôn bán và đa dạng màu sắc như thế này. Thì khi mà ở đây thì quý vị có thể tận hưởng những chiếc trời mát mẻ của dòng sông của khu nhà bè tạo nên một cái khu dân cư và là chủ châu Âu tại nhà bè. Một cách thiết kế gọi là bán cổ điển nha quý vị, kết hợp giữa tân cổ điển và tân thời và cổ điển thì trở nên một cái khu dân cư theo phong cách châu Âu. Đây là cái căn góc hông và có một cái khoảng tuyết trời và cái khoảng đi bộ bên hông làm cho căn nhà này trở nên mát mẻ và có thể là thoáng mát hơn. Rồi ở trên này áp mái thì chủ đầu tư đã đổ tất cả những cái dầm này luôn rồi, đổ đà cột và ngay cả mái cũng đổ luôn và được lót một lớp cái này là ngói Thái nha, ngói Thái rất là kiên cố nên nó căn nhà này dù tầng 1, tầng 2, tầng 3 cũng không bao giờ bị nắng, một cái căn cảnh quan khá đẹp. Rồi quý anh chị cần thêm thông tin về cái căn nhà phố hay là cần những cái sản phẩm của khu biệt thự Zaget Nhà Bè hay là có cái tên là GGS Metro City thì đừng quên nhấc máy và gọi theo cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.